Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân, chiều ngày 24 tháng 7 năm 2024, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, trưởng phó các ban phòng ngành, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cán bộ công chức viên chức cơ quan Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan khối dân và các cơ quan đơn vị liên quan cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà. Tại lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo huyện đã dâng hương đặt vòng hoa trước tượng đài liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thắp nén hương tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Để xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa huyện nhà ngày càng phát triển, đồng thời quan tâm chăm lo hơn nữa đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, giữ trọn đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tối ngày 24 tháng 7, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Ban Thường vụ huyện đoàn Thanh Chương đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Tới dự buổi lễ có đồng chí Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn cùng với hơn 300 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ huyện nhà và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu và tuổi trẻ huyện Thanh Chương nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực học tập hăng hái trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển, sớm xây dựng Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã dành phút mặc niệm, dâng hương dâng hoa tại đài tưởng niệm và từng phần mộ của các liệt sĩ nhằm bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đến các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp trong toàn xã hội về thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, đó là có lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, sống có nghĩa tình vì cộng đồng. Những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ huyện nhà đã góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Vinh ở xóm Giang, xã Thanh Tiên. Tới dự của các đồng chí Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Phan Đình Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, từ lâu đã sống trong căn nhà hư hỏng xuống cấp, không có đủ điều kiện sửa chữa. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình bà một căn nhà mới với số tiền 70 triệu đồng. Sau một thời gian thi công đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình bà ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm góp phần tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của cuộc vận động quỹ vì người nghèo nói chung và chương trình vận động hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở nói riêng để giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2024, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí do ông Nguyễn Hữu Thắng, kế toán trưởng làm trưởng đoàn, đã đến trực tiếp trao số tiền hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại hai xã Thanh Liên và Thanh Tiên. Đi cùng với đoàn có các đồng chí Phan Đình Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương. Theo đó, đợt này, đoàn đã trao 7 ngôi nhà và 7 suất quà hỗ trợ cho 7 gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở hai xã Thanh Tiên và Thanh Liên. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ là 50 triệu đồng và mỗi suất quà 1 triệu đồng tiền mặt. Trong đó Thanh Liên có 3 nhà gồm các hộ gia đình bà Thái Thị Tâm, ông Bùi Văn Thìn ở xóm Liên Sơn, ông Lê Văn Hồng ở xóm Liên Thành, và Thanh Tiên có 4 nhà gồm gia đình bà Đinh Thị Tử ở xóm Thanh Liêu, ông Nguyễn Trọng Thao ở xóm Tân Hợp, ông Nguyễn Trọng Châu ở xóm Đồng Xuân và bà Nguyễn Thị Đàm ở xóm Răng.
Dịp này nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn cũng đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất quà có trị giá 1 triệu đồng cho các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Thanh Tiên. Phát biểu tại đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cấp ủy chính quyền địa phương đã cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của cán bộ công nhân viên của công ty thăm dò khai thác dầu khí và mong rằng thời gian tới, tổng công ty sẽ có nhiều hoạt động quan tâm đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhiều hơn nữa để góp phần cùng với huyện nhà thực hiện tốt phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Sáng ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương tổ chức lễ khởi công trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Anh Thi, 73 tuổi là thương binh 1/4 ở thôn Thanh Cao, xã Đại Đồng và bà Nguyễn Thị Ba, 96 tuổi là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng ở xóm 2 xã Thanh Lương. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ khởi công và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hai hộ gia đình, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, cấp ủy chính quyền địa phương của hai xã Đại Đồng và Thanh Lương đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận thêm được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách trong dịp này là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Tiểu ban nội dung lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương vừa phối hợp với tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến đề cương triển lãm ảnh Thanh Chương đất và người. Tại lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương và 94 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Theo đó, nội dung trưng bày triển lãm ảnh Thanh Chương đất và người gồm có 120 tác phẩm ảnh về mảnh đất và con người Thanh Chương được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, tập trung vào 4 nội dung, đó là ký ức Thanh Chương, về miền di sản, Thanh Chương điểm hẹn du lịch và Thanh Chương vững bước đi lên. Tại hội nghị, các đại biểu được xem ảnh của từng nội dung, trên cơ sở đó đánh giá lựa chọn các bức ảnh phù hợp với chủ đề, đúng nội dung, ý nghĩa, phản ánh đúng sự phát triển của quê hương. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời phối hợp tốt với các ban ngành trên địa bàn huyện để có những bức ảnh đẹp, sắc nét nhất, phù hợp với từng chủ đề, nội dung. Trên cơ sở đó hoàn thiện triển lãm đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Triển lãm ảnh là hoạt động có ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, niềm tự hào về quê hương anh hùng cách mạng, khơi dậy các nguồn lực và tiếp thêm sức mạnh mới nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc hội nhập và phát triển, xây dựng quê hương Thanh Chương ngày càng giàu đẹp văn minh. Ngày 24 tháng 7, đoàn thẩm tra nông thôn mới huyện do đồng chí Lê Đình Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã có buổi làm việc với xã Thanh Mỹ để thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Mỹ. Xác định rõ xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và có ý nghĩa lớn đối với đời sống xã hội, Đảng bộ chính quyền xã Thanh Mỹ đã huy động mọi nguồn lực, phát huy tính tích cực, tự chủ của nhân dân, tranh thủ các nguồn lực xã hội xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ, đến thời điểm này, địa phương đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao với tổng kinh phí gần 37 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 39,98%. Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được mở rộng thông thoáng, cơ sở hạ tầng được quan tâm, các công trình phúc lợi trên địa bàn được đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập và hưởng thụ của người dân. Đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi để giảm chi phí nhân công trong lao động sản xuất. Tại buổi làm việc, sau khi thẩm tra hồ sơ minh chứng và kiểm tra thực tế, các thành viên trong đoàn đã thảo luận và chỉ ra những tồn tại hạn chế thiếu sót trong từng tiêu chí, đồng thời gợi mở các giải pháp để hỗ trợ xã Thanh Mỹ bổ sung hoàn thiện, đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Thanh Mỹ trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn thẩm tra của huyện, tập trung triển khai quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện bổ sung một số hạng mục đã được chỉ ra tại hội nghị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ xã đến xóm trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chung sức đồng lòng tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời phối hợp với các phòng ban ngành chuyên môn của huyện bổ sung hoàn thành các nội dung biểu mẫu, tập trung hoàn thiện hồ sơ minh chứng để sớm trình các sở ngành của tỉnh thẩm định trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua với phương thức trồng theo hướng truyền thống, đó là trồng sắn hom nằm nên năng suất và sản lượng sắn trên địa bàn chưa cao. Vì thế, để nâng cao năng suất và sản lượng, trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Công ty Nông thủy sản Nghệ An triển khai mô hình trồng sắn giống mới nửa năm và cũng được trồng theo phương pháp mới, đó là trồng đứng và cắt bằng chồi. Đây là phương pháp trồng mới được Hội Nông dân huyện phối hợp trong vụ xuân năm nay, được thực hiện thí điểm ở các xã Thanh Ngọc, Thanh Xuân, Thanh Nho, Hạnh Lâm. Trồng sắn hom đứng có ưu điểm là tỷ lệ hom nảy mầm đạt tới 99%. Nếu trời mưa, cũng không lo hom sắn bị dập vì hom được trồng cắm. Qua quá trình sản xuất cho thấy, với phương pháp này, cây sắn sinh trưởng và phát triển rất tốt, kháng sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh khảm, tăng năng suất vượt trội, chống độ tốt và tăng được mật độ cây. Được biết, để triển khai thực hiện mô hình này thành công, trước đó Hội Nông dân huyện đã tổ chức cho người dân đi tham quan học hỏi, tập huấn khoa học kỹ thuật. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cũng là nhu cầu nguyện vọng của bà con trồng sắn. Do đó, thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình. Trên cơ sở đó sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.